Việt Nam phần 18, Triều Nguyễn, thời kỳ độc lập 1802-1883, Gia Long Hoàng đế 1802-1819, niên hiệu Gia Long. Nguyễn Ánh lấy được gia định năm Mậu Thân 1788, tuy đã xưng vương mà chưa đặt niên hiệu riêng, vẫn dùng niên hiệu vua Lê. Tháng 5 năm Nhâm Tức 1802, lấy lại được toàn bộ đất đai cũ của các chúa Nguyễn, Nguyễn Vương Phúc Ánh cho lập đàn tế cáo trời đất, thiết triều tại Phú Xuân, đặt niên hiệu Gia Long năm thứ nhất. Lê Quang Định được cử làm chánh sứ sang nhà Thanh xin phong vương và đổi tên nước là Nam Việt. Nhà Thanh cho rằng tên nước là Nam Việt sẽ lẫn với nước của Triệu Đà gồm cả Đông Việt, Tây Việt nên đổi là Việt Nam. Thế là năm Giáp Tý 1804, án sát Quảng Tây Tề Bồ Sâm được vua Thanh phái sang phong vương cho Gia Long và nước ta có tên là Việt Nam. Năm Bính Dần 1806, Gia Long chính thức làm lễ xưng đế ở Điện Thái Hòa và từ đây quy định hàng tháng cứ ngày rằm và mùng 1 thì thiết đại triều, các ngày 5, 10, 20 và 25 thì thiết tiểu triều. Là vua sáng lập của triều Nguyễn, của một quốc gia thống nhất, Gia Long phải quyết định rất nhiều việc, đặt nền móng cho vương triều có một địa bàn thống trị rộng lớn từ Bắc chí Nam. Để tránh lộng quyền, ngay từ đầu nhà vua bãi bỏ chức vụ tể tướng, ở triều đình chỉ đặt ra 6 bộ lại hộ, lễ, binh, hình, công do các thượng thư đứng đầu và tả hữu tham chi, tả hữu thị lan giúp việc. Quản lý một đất nước thống nhất kéo dài từ Lạng Sơn đến Hà Tiên, đối với Gia Long lúc đó là hoàn toàn mới mẻ. Gia Long cho tổ chức lại các đơn vị hành chính từ trung ương xuống. Cả nước chia thành 23 trấn, 4 dân, từ Ninh Bình trở ra gọi là Bắc, làm 11 trấn, 5 nội trấn và 6 ngoại trấn. Từ Bình Thuận trở vào gọi là Gia Định, gồm 5 trấn, ở quãng giữa là các trấn độc lập Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nghĩa, Bình Định, Phú Yên, Bình Hòa, Bình Thuận. Đất Kinh Kỳ đặt 4 danh: Trực Lệ Quảng Đức danh, Quảng Trị danh, Quảng Bình danh và Quảng Nam danh. Cai quản Bắc Thành và Gia Định Thành có tổng trấn và phó tổng trấn, mỗi trấn có lưu trấn hai trấn thủ, cai bạ và ký lục. Trấn chia ra phủ, huyện, châu, có chi phủ, chi huyện, chi châu đứng đầu. Đây là lần đầu tiên một lãnh thổ thống nhất, các tổ chức hành chính được sắp đặt chính quy như vậy. Quản lý đinh khẩu, ruộng đất và thuế phá áp dụng theo mẫu hình thời Lê Sơ, nhưng được thực hiện trên quy mô lớn hơn, có quy củ hơn. Đáng chú ý là việc làm sổ ruộng, địa bạ dưới thời Gia Long được tiến hành nhất loạt, có quy mô toàn quốc. Các làng xã phải lập sổ địa bạ ghi rõ từng loại ruộng đất, diện tích, vị trí, công, từ, chép thành 3 bản nộp lên bộ hộ. Bộ đóng dấu kèm, lưu một huyện, tỉnh giữ một, xã giữ một, 5 năm làm lại địa bạ một lần. Đến nay còn lưu giữ khá đầy đủ toàn bộ địa bạ Gia Long của các trấn dân cả nước. Trên cơ sở điều tra, kê cứu địa chí ở các địa phương, cả nước gồm 4 địa hình: sông núi, cầu quán, chợ búa, phong tục, thổ sản. Năm Bính Dần 1806, vua Gia Long sai biên soạn và ban hành bộ nhất thống địa dư chí gồm 10 huyện. Năm Mất Hợi 1815, bộ quốc triều hình luật gồm 22 huyện với 398 điều lực đã được ban hành. Trong cuộc khai quang vùng đồng bằng sông Cửu Long được tiếp tục, nhà nước đã bỏ tiền vào đào kênh thoát nước Thủy Hà và sông Vĩnh Tế, tạo thuận lợi cho việc khẩn quan những công trình lớn như sông Vĩnh Tế, huy động sức người, sức của cả dân Việt và chân Lạp dọc hai bờ có sông chảy qua. Việc trị thủy vùng đất đồng bằng Bắc Bộ cũng được Gia Long chú ý ngay từ đầu. Năm Giáp Tý 1804, trên đường ra Bắc làm lễ thủ phong của nhà Thanh, Gia Long cũng nêu vấn đề đắp đê để sĩ phu Bắc Hà bàn luận. Mặc dù chưa nhất trí, nhà vua vẫn quyết định đắp đê. Thời Gia Long, khối lượng đê, kè, cống được đắp nhiều nhất so với các triều trước. Về đối ngoại, triều Nguyễn một mặt tranh thủ sự ủng hộ và giữ lễ thần phục nhà Thanh, mặt khác lại tạo quan hệ đàn anh với Chân Lạp và Ai Lao. Đối với các nước phương Tây, từ chỗ dựa vào lực lượng của họ để giành thắng lợi chuyển sang lạnh nhạt.
năm Quý Hợi 1803, nước Anh xin mở cửa hàng buôn bán ở Trà Sơn, Quảng Nam, bị nhà vua từ chối. Sĩ quan Pháp đã từng giúp vua được trọng đãi giữ chức tại triều, mỗi người có 50 lính hầu. Gia Đặc Ân buổi chầu không phải lại, còn yêu sách khác của chính phủ Pháp đều bị khước từ. Năm Đinh Sửu 1817, tàu buôn Pháp tên là La Baisse Hòa Bình chở hàng sang bán, nhưng là hàng không phù hợp thị hiếu của người Việt Nam, phải trở về được miễn thuế. Đến khi tàu Sibele vào Đà Nẵng đưa thư hoàng đế Pháp nhắc lại việc thi hành điều ước ký năm Đinh Mùi 1787. Bá Đa Lộc thay mặt Nguyễn Ánh có phản, Nguyễn Ánh nhường cho Pháp cửa biển Đà Nẵng và đảo Côn Lôn. Gia Lâm kiên quyết bác bỏ quyền Lý Gần. Điều ước tuy đã ký nhưng thở đó phía Pháp không thực hiện, thì nay không còn giá trị nữa. Nhà Nguyễn không cấm hẳn các thuyền buôn phương Tây, song cũng không mời chào, khuyến khích hoặc có một chính sách tỏ ra chủ động tích cực hơn. Một trong những tai tiếng và gần như là căn bệnh của mỗi vua, chúa sáng nghiệp gian nan và lâu dài là sát hại công thần. Những người có công như Nguyễn Văn Thành và Đặng Trần Thường đều bị giết hại giữa lúc Gia Long đang trị vì. Nguyễn Văn Thành nguyên là người Thừa Thiên, vào gia đình đã hai ba đời theo Nguyễn Ánh từ những ngày đầu và chịu mua nổi gian chân cùng chủ tướng. Nguyễn Văn Thành có tài và lập được nhiều công lớn, đứng đầu hàng công thần. Gia Long lên ngôi giao Nguyễn Văn Thành làm tổng trấn Bắc Thành, tình hình đất Bắc đã yên ổn sau nhiều năm loạn lạc liên miên. Sau đó Thành được điều về kinh lãnh chức trung quân. Thành vốn có tài trước thực nên được giao làm tổng tài bộ quốc triều Hình Lực và biên soạn quốc sử. Con trai ông là Nguyễn Văn Thuyên, Đỗ Cử Nhân, là người hâm mộ văn chương. Nhân Thuyên làm thơ ngâm vịnh với bạn bè, lời lẽ khi ngông. Các đối thủ vốn ngầm đấu kỵ công lao của Thành liền vu cho Thuyên có mưu đồ thoáng đoạt ngôi vua. Cha con Nguyễn Văn Thành cùng bị hành tội, Thuyên bị bắt giam, Thành bị triều thần nghị tội xử. Sau buổi triều kiến, Thành chạy theo nắm lấy áo vua, kêu khóc thảm thiết. Thành theo bệ hạ từ thở còn nhỏ đến bây giờ, nay chẳng có tội gì mà bị người ta cấu xé, bệ hạ nỡ lòng nào ngồi nhìn người ta giết thần mà không cứu. Gia Lâm không nói gì, giật áo ra đi vào cung, từ đó cấm không cho Thành vào chầu nữa. Lê Văn Diệt đem Thuyên ra tra khảo, bắt phải nhận tội phản nghịch. Thành sợ uống thuốc độc tự tử, Thuyên bị chém. Bậc công thần thứ hai là Đặng Trần Thường, có tài văn học, đã giúp Nguyễn Ánh từ những ngày đầu làm đến binh bộ thượng thư. Sau vì bị hạch tội làm sắc phong cho Hoàng Ngũ Phúc, tướng Trịnh, làm Phúc Thần bị án giảo. Âu đây cũng là một thứ lực đối với những người không biết dừng chân trước bả công danh. Tháng 11 năm Kỷ Mão 1818, vua không được khỏe, Hoàng Thái Tử và cận thần vào hầu. Vua hạ chiếu cho Hoàng Thái Tử quyết đoán việc nước, tàu lên vua sau. Tháng 12 bệnh nguy kịch, vua gọi Hoàng Thái Tử, các hoàng tử và các đại thần Lê Văn Diệt, Phạm Đăng Hưng vào hầu. Vua cho bài ấn ngọc, cờ gươm trên án trước giường ngự, rồi dụ Hoàng Thái Tử rằng: đấy là cơ nghiệp gian nan của chẩm, nay giao cho con nên cẩn thận giữ gìn. Hoàng tử cùng các tướng công, đại thần, quỷ lão nhà vua khuyên gắn gượng thuốc thang, an tâm tịnh dưỡng, chớ nên lo lắng gì nhiều. Vua nói: điều này bọn ngươi không biết đâu, phàm triều ngôi là việc lớn xưa nay, hôm nay nói được mà không nói, ngày khác chết thì nói sao kịp. Vua liền gọi thái tử đến trước giường dụ rằng: nay việc lớn của thiên hạ đã định rồi, ta cũng sắp chết, không nói gì, chỉ có một việc là ngày sau phải cẩn thận, chớ nên gây hấn ngoài biên. Nói rồi vua sai hoàng thái tử lấy bút chép lại lời đó. Thái tử ngập ngừng muốn tránh chữ băng, vua liền cầm bút phê vào. Ngày Đinh Mùi tháng 12, vua băng hà ở điện Trung Hòa, thọ 59 tuổi. Gia Long tiếp tục ngôi chúa trong 25 năm, làm vua cả nước 18 năm, tổng cộng 43 năm. Gia Long có hai vợ chính, thứ nhất là Thế Tổ Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu, họ Tống, người huyện Tống Sơn, Thanh Hóa, con gái Quý Quốc Công Tống Phúc Khuôn. Nguyễn Phúc Ánh cưới bà làm vợ năm 18 tuổi, người cung kính, cẩn thận, có phép tắc lễ độ. Bà sinh được hai hoàng tử, con cả là Chiêu chết sớm, con thứ là Hoàng Tử Cảnh từng theo Bá Đa Lộc làm con tin sang hầu huyện Pháp, rồi về nước lập làm thái tử. Sau bị bệnh đậu mùa mất năm Tân Dậu 1801.
Bà thứ hai là Thuận Thiên Cao Hoàng hậu họ Trần, người huyện Hương Trà, phủ Thừa Thiên, con gái họ Quốc công Trần Hưng Đạt, được tiến vào hầu Nguyễn Ánh từ năm Giáp Ngọ 1774. Năm Kỷ Dậu 1789 được tấn phong là Tả Cung Tần, hiệu Nhị Phi. Bà sinh được 4 hoàng tử: Nguyễn Phúc Đổm, sau lên ngôi lấy hiệu là Minh Mạnh; Nguyễn Phúc Đài, Kiến An Vương; Nguyễn Phúc Hiệu, mất sớm; Nguyễn Phúc Thấn, Thiệu Hòa Quận Vương. Ngoài 6 người con với hai vợ chính đã kể trên, Gia Long còn 7 người con trai với các bà khác, tổng cộng 13 hoàng tử, 18 công chúa. Minh Mệnh Hoàng đế 1820-1840, niên hiệu Minh Mệnh. Vua Quý là hiệu, lại có tên là Đổm, sinh ngày 23 tháng Giêng năm Tân Hợi 1789, là con thứ tư của vua Gia Long. Tháng Giêng năm Canh Thìn 1820, Hoàng Thái tử Đổm lên ngôi vua, đặt quốc hiệu là Đại Nam, niên hiệu là Minh Mệnh, khi ấy 30 tuổi. Minh Mệnh có tư chất thông minh, hiếu học, năng động và quyết đoán. Từ khi lên ngôi, ông ra coi chầu rất sớm, xem xét mọi việc trong triều và tự tay châu phê rồi mới thi hành. Thuật ngữ châu phê bắt đầu có từ đây. Minh Mệnh muốn quan lại các cấp phải có đức độ và năng lực, nên khi mới lên ngôi đã đặt ra lệ mà về sau khó ai thực hiện nổi. Quan lại ở thành, dinh, trấn, văn từ hiệp trấn, cai bạ, ký lục, tham hiệp, võ từ thống quản cơ đến phó vệ quý, ai được thăng điệu bổ nhiệm đều cho đến kinh gặp vua trước khi nhậm chức để nhà vua hỏi han công việc, kiểm tra năng lực và phiên bảo. Minh Mệnh là người ham hiểu biết, thường khi tan chầu, nhà vua cho đòi một vài đại thần tới bàn các việc kinh lý, hỏi sự tích đời xưa, danh nhân và phong tục các nước xa lạ. Nhiều đêm vua thắp đèn xem chương sớ, đến canh 2 canh 3 mới nghỉ. Vua thường nói với các triều thần: lòng người ai chả muốn yên, hay gì sinh sự để thay đổi luôn. Những lúc trẻ khỏe mà không biết sửa sang mọi việc, đến lúc già yếu mỏi mệt hỏi mong làm gì được nữa. Bởi thế chẳng không dám lười biếng bất kỳ lúc nào. Là người tinh thâm nho học, sùng đạo Khổng mạnh, Minh Mệnh rất quan tâm đến học hành khoa cử, tuyển chọn nhân tài, dựng quốc tự giám, đặt chức tế tử và tư nghiệp năm Tân Tỵ 1821, mở lại thi hội thi đình năm Nhâm Ngọ 1822. Trước đó 6 năm một khoa thi, nay rút xuống 3 năm. Các năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu thi hương, các năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thi đình. Vua còn cho đặt đốc học ở Gia Định Thành, dùng thầy giáo người Nghệ An là Nguyễn Trọng Vũ làm phó đốc học để khuyến khích việc học tập ở Nam Bộ. Minh Mệnh thường nói: người Gia Định vốn tính trung nghĩa nhưng ít học, do đó hay tức khí với nhau. Nếu được bậc đại nho túc học làm thầy dạy bảo cho điển lễ nhượng thì dễ quá làm thiện mà thành tài sẽ nhiều đó. Thời đó Gia Định chỉ có Trịnh Hoài Đức là người có học, được vua rất tin dùng, cho làm hiệp biện đại học sĩ, làm thượng thư bộ lại kiêm thượng thư bộ binh. Minh Mệnh cho lập quốc sử quán để biên soạn lịch sử dân tộc và các triều đại. Trong việc dùng người, Minh Mệnh đặc biệt chú trọng đến học thức. Năm Nhâm Ngọ 1822, Lê Văn Liêm được thử tiền quân Trần Văn Năng tiến cử làm chi phủ Ninh Giang, bộ lại đưa về bệ kiến. Vua xét hỏi, Liêm đáp là ít học. Vua nói: chi phủ giữ chính lệnh trong một phủ, không học thì không gõ luật lệ, lỡ khi xử đoán sai thì pháp lực khó dùng, như thế là làm hại chứ không phải là yêu, thế là Liêm không được bổ dụng. Nhà vua đã có lần công bố thực dùng người rất chí lý, nay dùng người không ngoài hai đường là khoa mục và tiến cử. Người giỏi khoa mục không chắc đã giỏi chính sự, nhưng cũng chưa có ai học nuôi con rồi sao mới lấy chồng. Chính sự cốt ở nuôi dân, muốn yên dân thì đừng nhiễu điều dân. Làm quan phủ huyện không tham không nhiễu thì chính sự có khó gì đâu. Nếu không thế thì quan học dẫu nhiều há dùng để làm gì. Chế độ tiền lương cho quan lại cũng được quy định khá chi tiết, từ chánh nhất phẩm đến tòng cửu phẩm cách nhau chừng 18 bậc, tiền lương cũng chênh lệch nhau khoảng 18 đến 20 lần. Ngoài ra, chi phủ, đồng chi phủ, chi huyện, chi châu còn có khoản tiền dưỡng liêm từ 20 đến 50 quan tùy theo cương vị khác nhau.
nhà vua nghiêm trị bọn quan lại tham nhũng. Có quyền quan không dùng thước để gạt thăng đông đóng thuế, thường dùng tay để dễ bề lạm dụng. Biết chuyện, nhà vua lập tức sai chặt tay tên lại đó. Minh Mệnh rất quan tâm đến Võ Bị, đặc biệt là thủy quân. Ngay những năm đầu lên ngôi, vua đã sai người tìm hiểu cách đóng tàu của châu Âu và quyết tâm làm cho người Việt tự đóng được tàu theo kiểu Tây Âu và biết lái tàu vượt đại dương. Các quy chế luyện tập thủy quân, khảo sát vị trí bờ biển, hải cảng cũng được chú ý. Hàng năm, nhà vua thường phái nhiều tàu vượt biển sang các nước và các cảng lớn vùng biển Đông như Jakarta, Singapore, Malaysia để bán hàng, mua hàng, luyện tập đi biển và xem xét tình hình các nước. Minh Mệnh đã cho hoàn chỉnh hệ thống đê điều ở Bắc Bộ, đặt quan khuyến nông, khai quan ven biển Bắc Bộ, lập hai huyện mới Kim Sơn và Tiền Hải. Công cuộc khai quan và thủy lợi ở Nam Bộ cũng được đẩy mạnh. Minh Mệnh đã thử nghiệm giải pháp bỏ đê phía Nam Hà Nội, đào sông thoát lũ Cũ An, Hưng Yên. Trên cơ sở đã có từ thời Gia Long, nay Minh Mệnh củng cố và hoàn thiện hơn bộ máy quản lý đất nước, đặt nội các trong cung điện để khi cần vua hỏi han và làm giấy tờ, biểu sắc. Chế cáo năm Kỷ Sửu 1829, đặt cơ viện năm Giáp Ngọ 1834, dùng 4 đại thần, đeo kim bài để phân biệt chức vị. Cơ mật viện cùng vua bàn bạc và quyết định những việc quan trọng nhất. Năm Tân Mão 1831, Minh Mệnh cho tiến hành cải cách hành chính trên quy mô lớn, chia cả nước ra làm 31 tỉnh. Từ đây, tỉnh là đơn vị hành chính thống nhất trong cả nước, có cương vực và địa hình khá hợp lý. Mỗi tỉnh có tổng đốc, tuần phủ, bố chính, án sát để trông coi công việc. Các châu miền núi dựa theo đơn vị hành chính thống nhất với miền xuôi. Tuy vậy, dưới thời Minh Mệnh, nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra với nhiều loại khác nhau. Nông dân nghèo nổi lên chống quan lại nhũng nhiễu, hà khắc như Phan Bá Hoành ở đồng bằng Bắc Bộ, cụ thần nhà Lê như Lê Di Lương nổi lên chống lại triều đình. Các tù trưởng người thiểu số như Nông Văn Vân hoặc họ Quách ở vùng Hòa Bình, Thanh Hóa, Minh Mệnh phải cử Trương Minh Giảng, Tạ Quang Cự, Lê Quang Đức, Nguyễn Công Trứ cầm quân đi dẹp loạn. Mặc dù có di chiếu của vua cha phải cẩn thận, chớ nên gây hấn ngoài biên, và sớ của Thượng Thư Bộ Binh Nguyễn Tường Vân trong di biểu trước khi ông chết tháng 9 năm Canh Thìn 1820 rằng đến như nước Simla, nếu có lỗi nhỏ cũng cần bỏ qua để cùng nhau làm đạo lớn, thì không những là báo nghĩa tên đế dừng chân ở đấy mấy năm mà còn tránh khỏi mối lo trăm đời của năm kẻ bề tôi lớn ngoài biên. Minh Mệnh vẫn đưa quân ra quá biên giới. Năm Quý Tỵ 1833, Lê Quang Khôi khởi binh ở Gia Định chống lại triều đình. Khôi sai người sang cầu cứu, người Sim đem quân thủy bộ sang giúp Lê Quang Khôi đánh lại quân Nguyễn. Trương Minh Giảng, Nguyễn Xuân đã phá được quân Sim, đuổi ra khỏi bờ cõi. Không dừng lại ở đó, năm Mất Mùi 1835, nhà Nguyễn còn tiến quân sang tận đất Nam Quan, Nam Bên, bắt vua Trân Lạp là Nặc Ông Châu đổi Trân Lạp thành Trấn Tây để cai quản. Nhà Nguyễn chiếm Trân Lạp khoảng 5 năm. Khi Minh Mệnh mất, quan quân đã bỏ Trấn Tây Thành rút về An Giang. Về đối ngoại, Minh Mệnh đặc biệt chú ý thần phục nhà Thanh. Lễ thụ phong của nhà vua ở thành Thăng Long được tổ chức cực kỳ trọng thể. Ngày 10 tháng 10 năm Tân Tỵ 1821, nhà vua dẫn đầu một đoàn tùy tùng có 1.782 người, gồm hoàng thân, bá quan, quan võ và 5.150 lính, tổng cộng 6.932 người, rời Phú Xuân ra Thăng Long để nhận sắc phong của Thiên Triều. Hành trình kéo dài 33 ngày đêm. Đoàn người đông đúc đó phải nằm chờ ở Thăng Long mãi từ khi sứ Thanh đến và xong lễ. Thủ tục đón tiếp và chiêu đãi sứ Thanh diễn ra hết sức chu đáo và long trọng. Đối với các nước phương Tây, nhà vua lại tỏ ra lạnh nhạt và nghi kỵ. Chính sách thụ động như vậy đã kìm hãm sự phát triển của đất nước. Minh Mệnh còn là người được ghi nhớ nhiều bởi phép đặt tên đôi rất độc đáo. Gia Lâm đã quy định cách viết tộc phả nhà Nguyễn, còn cháu Nguyễn Hoàng vào Nam thì chép theo họ tôn thất Nguyễn Phúc. Con cháu của Nguyễn Hoàng ở Bắc và các chi trước Nguyễn Hoàng ở Thanh Hóa thì thuộc về công tính họ Nguyễn Hữu. Năm Quý Mùi năm 1823, Minh Mệnh đã nghĩ đến chuyện tránh tranh chấp trong nội bộ hoàng gia, đảm bảo đế nghiệp lâu dài cho mình và con cháu. Vua tìm ra phép đặt tên đôi khá chặt chẽ và tế nhị, dễ chấp nhận, và đối với các hoàng tử ruột thịt, vua đã thảo ra 11 bài thơ, trong đó có bài
đế hệ thi và 10 bài phiên hệ thi, mỗi bài 20 chữ, chữ có nghĩa tốt và uyên bác, dùng làm tiền từ cho 20 đời nối tiếp sau kể từ Minh Mệnh. Đế hệ thi có 20 chữ như sau: Miên, Hường, Ưng, Bủ, Huynh, Bảo, Quý, Định, Long, Tường, Hiền, Năng, Kham, Kế, Thực, Thế, Thội, Quốc, Gia, Sương. Theo phép này, tất cả con trai Minh Mệnh đều phải có tiền từ Miên, thêm sau tên do gia đình đặt. Đến lượt mình, mỗi con trai của thế hệ Miên đều phải có tên bắt đầu bằng Hường, thêm sau tên do gia đình đặt. Mỗi trai của thế hệ Hường lại lấy tiền từ Ưng, thêm sau tên do gia đình tự đặt. Cứ thế đến hết 20 chữ của bài thơ đế hệ. 10 bài phiên hệ cũng theo nguyên tắc trên. Mục đích việc này nhằm từ đây chia các hoàng tử vua Gia Long ra làm hai hệ: đế hệ và phiên hệ. Đế hệ được kế thừa đế nghiệp, phiên hệ là bờ rào bao quanh bảo vệ đế hệ. Khi ban bố cách đặt tên này, Minh Mệnh nói: Trẫm không dám so sánh với nhà Chu xưa ở Trung Nguyên, mỗi năm được 700 năm, mỗi đời được 30 đời. Nhờ các tiên đế ta tích nhân tích đức, chính sự ân huệ tốt, họ Nguyễn Phúc được cội sâu gốc bền, nghiệp lớn tốt thịnh. Trẫm chỉ giơ tay lên trán cầu trời cho từ nay về sau con cháu ta nhận nối cơ đồ lớn, được hưởng 500 năm, tức là hơn 20 đời. Chẳng dám mong nhiều hơn, cùng năm ban hành phép đặt tên này, 23 hoàng tử của Minh Mệnh thải được đổi tên lấy Miên đứng đầu: Miên Tông, Miên Định, Miên Nghi, Miên Hoành, Miên An, vân vân. Từ đó trở đi, hễ sinh thêm hoàng tử, đầy 100 ngày phải làm lễ bảo kiến, ẩm đến ra mắt vua, chiếu theo đế hệ thi mà cho tên, có tên mới chấm dứt dùng tên cũ. Triều Nguyễn đã thực hiện bài đế hệ thi. Minh Mệnh có rất nhiều vợ, số chính xác thì chưa thấy có tài liệu nào nói đến, nhưng căn cứ vào câu thơ của Minh Mệnh: Nhất dạ ngủ giao tam hữu giận, một đêm ngủ với năm vợ thì ba vợ có thai. Và theo sử sách, nhân có năm trời làm hạn hán, nhà vua cho rằng trong thâm cung có quá nhiều cung nữ khí uất tắc, mà nên nhà vua bèn cho thả ra 100 người. Với sinh hoạt như vậy và một lúc dám thải ra 100 người thì rõ ràng số cung nữ thường xuyên ít nhất cũng gấp 4-5 lần. Số liệu chính xác về con của Minh Mệnh là 78, hoàng nam 64, hoàng nữ tổng cộng 142 người. Chỉ vì 21 năm, Minh Mệnh lo toan công việc thường như một ngày, sức làm việc phải nói là đáng ngạc nhiên. Mọi phê bảo, dụ chỉ, chế cáo đều tự tay vua viết ra với số lượng không nhỏ. Không những thế, khi gõi gãi, ông còn làm thơ viết văn, vua còn để lại 5 tập thơ và 2 tập văn. Tháng 12 năm Canh Tý 1840, ốm nặng, vua cho hoàng tử, các thân công và cơ mật viện đại thần Trương Đăng Quế vào hầu. Vua du Trương Đăng Quế rằng: Hoàng tử Trương Khánh Công lấy về ngôi thứ là hàng trưởng, lấy về đức, về tuổi, nên nói ngôi lớn, người nên hết lòng hết sức giúp gặp. Hễ việc gì chưa hợp lệ, người nên dẫn lời nói cho ta mà can gián. Xong, nói với hoàng tử trưởng: Trương Đăng Quế thờ ta đến nay đã 21 năm, chọn đạo làm tôi, một lòng công trung, bài mưu dưới trướng, ra sức giúp việc ngoài biên. Thật là một người công thần kỳ cựu của triều đình, người nên đãi ngộ một cách trọng hậu. Hễ nói gì phải nghe, bài mưu kế gì phải theo. Nói rồi vua mất, thọ 50 tuổi, miếu hiệu là Thánh Tổ. Thiệu Trị Hoàng Đế 1841-1847. Trong số rất nhiều vợ của Minh Mệnh, có bờ vợ cả họ Hồ, con gái lớn của công thần Hồ Văn Bồi, quê ở huyện Bình An, tỉnh Biên Hòa. Hồ Văn Bồi đã có công theo giúp vua Gia Long từ buổi đầu. Gia Long và bà Nhị Phi đã chọn kỹ và cưới cô gái họ Hồ về làm vợ Hoàng Tử Đẫm, là người trang kính, chính chắn, thận trọng, hiền hòa, chính nhất, được Minh Mệnh hết lòng yêu kính, phong là Thuận Đức Thuần Phi. Bà sinh hoàng thái tử Dông được 13 ngày thì mất. Hoàng tử Dông được các cung nữ khác nuôi nấng. Năm Quý Mùi 1823, theo phép đặt tên của đế hệ, hoàng tử Dông có tên mới là Miên Tông. Miên Tông là con trưởng trong số 78 hoàng tử của Minh Mệnh, nên được nối ngôi tháng Giêng năm Tân Sửu 1841.
Miên Tông lên ngôi ở Điện Thái Hòa, đặt niên hiệu là Thiệu Trị, vừa đúng 34 tuổi. Thiệu Trị hiền hòa, không hay bài việc. Quả chăng mọi quy chế đã được sắp đặt khá quy củ từ thời Minh Mạnh. Thiệu Trị giữ nếp cũ, chỉ gầm gắp làm theo lời di huấn của cha thôi. Bài tôi cũng từng giúp Minh Mạnh, nay vẫn là quay cánh. Chân tài của Thiệu Trị như Trương Đăng Quế, Lê Quang Đức, Doãn Uẩn, Võ Văn Giải, Nguyễn Chi Phương, Lâm Di Tiếp. Thời kỳ cầm quyền ngắn ngủi của Thiệu Trị chỉ đủ để giải quyết một số hậu quả để lại từ thời Minh Mạnh. Thứ nhất là khắc phục hậu quả của giải pháp bỏ đê ở Bắc Bộ vào năm Quý Tỵ 1833. Sau nhiều cố gắng củng cố và hoàn thiện hệ thống đê điều ở Bắc Bộ mà vẫn lụt lội, Minh Mạnh mạnh dạn áp dụng giải pháp đào sông thay đê, vừa cho khóa bỏ đê điều vùng quần chủng phía nam Hà Nội, khơi đào sông thoát lũ vùng Hải Dương, Hưng Yên nhưng vô hiệu. Theo ý nguyện thần dân địa phương, Thiệu Trị lại cho đắp đê, đặt chắn ngang cửa sông Cửu An. Việc thứ hai là giải quyết vấn đề Trân Lạp. Cuối đời Minh Mạnh, thành Trấn Tây là mối lo ngại cần giải quyết. Trương Minh Giảng, Nguyễn Tiến Lâm, Lê Văn Đức, Nguyễn Công Trứ đem quân đánh dẹp mãi không yên, về thế ngay đầu năm lên ngôi. Triều quan như Tạ Quang Cự, Tâu Sinh bỏ đất Trân Lạp rút quân về giữ An Giang. Vua nghe theo, xuống chiếu bãi binh. Trương Minh Giảng về đến An Giang thì mất. Tháng 6 năm Mất Tỵ 1845, Trân Lạp bị xiêm đóng. Đáp lời cầu viện của Trân Lạp, triều đình lại cử binh sang, buộc tướng xiêm là Chất Chi ký hòa ước, rồi hai nước cùng bãi binh. Nguyễn Chi Phương, Doãn Uẩn rút quân về đóng ở Trấn Tây. Năm Bính Ngọ 1846, Nặc Ông Đơn sai sứ sang dân biểu và cống phẩm. Tháng 2 năm Đinh Mùi 1847, triều Nguyễn phong Nặc Ông Đơn là Cao Miên Quốc Vương và Mỹ Lâm Quận Chúa. Cao Miên Quận Chúa lại xuống chiếu cho quân thứ ở Trấn Tây rút về An Giang. Từ đó Trân Lạp lại có vua và phía Tây Nam bắt đầu yên dần. Vấn đề thứ ba là quan hệ với phương Tây. Khi Thiệu Trị lên cầm quyền thì việc cấm đạo có nguôi đi ít nhiều. Một số giáo sĩ bị bắt giam từ trước tại Huế, bị kết án tử hình, nay được tự do nhờ sự can thiệp của Hải quân Pháp. Năm Đinh Mùi 1847, Pháp sai một đại tá, một trung tá đem hai chiến thuyền vào Đà Nẵng, xin bỏ chỉ dụ cấm đạo và cho tự do tín ngưỡng. Đang trên bàn thương lượng thì Pháp dùng hai đại bác bắn đắm tàu thuyền của Việt Nam theo đổ bên cạnh, rồi chạy ra bể. Trước sự kiện đó, Thiệu Trị vô cùng tức giận, ban thêm sắc dụ cấm người ngoại quốc giảng đạo và trị tội người trong nước đi đạo. Sau đó tháng 9 năm Đinh Mùi 1847, Thiệu Trị bị bệnh rồi mất, ở ngôi được 7 năm, thọ 41 tuổi. Miếu hiệu là Hiến Tổ Trương Hoàng Đế, có 54 người con, 29 hoàng tử và 25 hoàng nữ. Tự Đức Hoàng Đế 1848-1883. Vua Quý Lạp Thì đặt tên theo đế hệ là Hồng Nhậm, sinh ngày 25 tháng 8 năm Kỷ Sửu 1892, con thứ hai của Thiệu Trị. Mẹ họ Phạm, con gái Thượng Thư Bộ Lễ Phạm Đăng Hưng, người huyện Tân Hòa, gia đình. Tháng Giêng năm Thiệu Trị thứ ba, năm Quý Mão 1843, thì 14 tuổi, được phong làm Phúc Tuy Công, lấy vợ là con gái Vũ Xuân Cẩn. Khi ấy, yên phong Công Hồng Bảo, tuy đã lớn nhưng là con của vợ thứ lại ít học, chỉ ham vui chơi. Ngược lại, Hồng Nhậm nhân hiếu, thông sáng và chăm học, được vua cha rất yêu quý, bảo có nhiều tính giống mình nên có ý truyền ngôi cho Hồng Nhậm. Vì thế thường được vua gọi vào chầu riêng để dạy bảo. Tháng 10 năm Đinh Mùi 1847, Hồng Nhậm lên ngôi ở Điện Thái Hòa, lấy niên hiệu là Tự Đức, lúc 19 tuổi. Vì cho con ít tuổi lên nói ngôi nên Hồng Nhậm và Hồng Bảo tranh chấp nhau, Bảo thua sau bị chết. Tự Đức ốm yếu phải luôn sống tại cung điện Huế. Suốt thời vua chỉ đi xa một chuyến, đó là dịp phò giá vua ra Bắc nhận lễ thụ phong của nhà Thanh ở Thăng Long năm 1842, khi đó mới 13 tuổi. Chính vì kém sức khỏe nên khi lên ngôi, sứ thần sang nhà Thanh phải biện luận khó khăn để buộc sứ Thanh phải vào Phú Xưng làm lễ phong vương cho Tự Đức. Có những lần đích thân vua phải đứng làm lễ chủ tế, nhưng mệt phải sai Xuân Thọ Công Miên Định
Hoặc An phong công Hồng Bảo làm thay. Cũng chính vì lý do trên mà vua ít sát dân tình, ngày càng trở nên quan liêu mạnh lệnh. Bù lại sự yếu kém sức khỏe, Tự Đức lại rất thông minh và có tài văn học. Vua thích nghiền ngẫm kinh điển Nho giáo, xem sách đến phìa. Có thể nói Tự Đức là một trong những người uyên bác nhất trong thời đó và là môn đồ tích cực của Khổng Học. Lẽ dễ hiểu, Tự Đức là người còn rất có hiếu, cũng mới lên nói ngôi. Tự Đức đã làm tang vua cha cực kỳ cẩn thận, sang trọng, tốn kém. Vua từng truyền phán, sửa sang tang nghi là việc lớn, dẫu hợp cả tài lực của 47 năm châu cũng chưa dám cho là xa xỉ. Vua cũng rất có hiếu với mẹ là Từ Dụ. Vua tự quy định ngày lẻ thì tiết chiều, ngày chẳng vào chầu thăm mẹ. Như vậy mỗi tháng vua ngự chiều 15 lần, thăm mẹ 15 lần. Khi đến với mẹ thì sửa mình, nén hơi, quỳ xuống hỏi thăm sức khỏe, rồi cùng mẹ bàn luận kinh sách và sự tích xưa nay, nhất là chính sự. Từ Dụ là người thuộc nhiều sử sách, biết nhiều chuyện cổ kim. Hễ mẹ nói gì là vua ghi ngay vào sổ nhỏ gọi là Từ Quấn Lục. Trải qua 36 năm ở ngôi, vua duy trì đều đặn nề nếp ấy, chỉ trừ lúc đau yếu. Chuyện kể rằng Tự Đức không thích gì hơn là đi săn để giải trí ngoài việc chính sự. Một hôm rảnh việc, vua đi săn tại vườn Thuận Trực, gặp mưa lũ không về kịp chỗ Thiệu Chỉ. Từ Dụ nóng ruột sai người đi đón. Thuyền ngự về đến bến, trời còn mưa to mà nhà vua liền ngồi kiệu trần đi thẳng vào cung lại xin chịu tội. Từ Dụ ngồi xoay mặt vào trong, không thèm nói nửa lời. Tự Đức lấy roi mây dâng lên chắc kỹ rồi tự nằm xuống xin chịu đòn. Tự Dụ tha cho mới đứng dậy. Hàng năm đến kỳ nghỉ ở Thuận An, Tự Đức hay đi cùng mẹ, xem thế đủ biết mẹ có ảnh hưởng lớn đến chính sự của nhà vua. Tự Đức có dáng vẻ một nho sĩ, không cao không thấp, chạc người bậc trung, hơi gầy, mặt hơi dài, cằm nhỏ, trán gọng má thẳng, mũi cao, hai con mắt tinh mà hiền. Vua thường mặc quần áo vàng, chích khăn vàng và đi giày cũng màu vàng, không mưa trang sức và cũng không muốn cung nữ đeo đồ nữ trang, chỉ lấy sự sạch sẽ làm đẹp. Nhà vua siêng năng việc chính sự, sáng 5 giờ đã tỉnh giấc, 6 giờ đã ra chiều. Vì thế những buổi thiết chiều, các quan cũng phải dậy sớm, thắp đèn, ăn cháo để vào chiều cho kịp. Vua thường ngự chiều tại điện Văn Minh, bên tả điện Cần Chánh, quan văn ngồi trực bên tả vua, quan võ bên hữu vua. Khi vua ra, thái giám tuyên chịu chiều quan. Các quan đều mặc áo thủng xanh, đeo bài ngà, quan văn bên hữu, quan võ bên tả. Bái mạng xong, bộ nào có quỳ thề tâu quỳ tại chỗ, cạnh quan tấu có quan, cạnh quan tấu có quan nội các ghi chép lời vua ban. Các buổi thiết chiều kéo dài đến 9-10 giờ. Lúc không thiết chiều, vua làm việc ở Đông Điện Cần Chánh, nhà vua ngồi làm việc một mình, có vài thị nữ đứng hầu, mài son, chăm chút hoặc để truyền việc. Chiều quan không được vào chỗ ngự tọa, mọi việc lớn nhỏ nhà vua phải tự xem. Phiếu sớ từ các nơi gửi về nội các được xếp vào chát tấu sự, đưa cho giám, giám đưa cho nữ quan dân vua, vua xem xong, giao lại nội các. Nội các giữ bản chính của châu điểm, châu phê, sau lục gửi các bộ, nhà thi hành. Những phiếu tấu có chữ châu phê của Tự Đức còn lại cho thấy nhà vua đã tốt chữ mà văn lại hay. Có nhiều tờ tấu vua phê dài hơn cả lời tâu. Xem như thế, rõ ràng vua rất chăm chỉ và cẩn thận việc chính sự. Tự Đức trị vì đất nước trong bối cảnh gặp nhiều thử thách, sống còn, nhà vua thiếu tính quyết đoán, phải dựa vào triều thần bàn việc. Mà triều thần tuy có người thanh liêm và có thực quyền như Trương Đăng Quế, song lại bảo thủ. Trên thế giới, khoa học và công nghiệp đã phát triển mạnh mẽ, cạnh tranh buôn bán ngày càng gay gắt. Thế mà đình thần quanh vua chỉ chăm lo việc văn chương, khéo nghề nghiên bút, bàn đến quốc sự thì lấy Nghiêu Thuấn, Hạ, Thương, Chu xa xưa làm gương, tự vỗ ngực là văn minh, che thiên hạ là ngoại di. Vì thế Tự Đức cấm buôn bán ngày càng gay gắt hơn. Đến khi gia đình đã rơi vào tay Pháp, nhà vua hỏi đến việc phú quốc cường binh thì triều thần không đưa ra được kế sách gì. Cũng có những người đã đi ra ngoài du học hoặc được tiếp xúc, có cách nhìn mới, muốn thay đổi cải cách như Phan Thanh Giản, Phạm Phú Thứ, Nguyễn Trường Tậu, Đinh Văn Điền, Nguyễn Hiệp, Lê Đỉnh. Dân điều trần xin nhà vua cải cách mọi mặt, chính trị, kinh tế, quân sự theo gương Nhật Bản, Thái Lan, Hương Cảng và các nước phương Tây. Đình thần hoặc cho là nói càng, bàn nhảm hoặc cho là không hợp thời thế,
và còn để hỏi xem các tỉnh và làm từ từ. Năm Mậu Dần 1878, xem báo Hương Cảng Tân Văn, thấy bàn đến việc chấn hưng đất nước phải thông thương và chống lại bảo thủ, đúc súng, đóng tàu, cử người học tiếng nước ngoài, nhà vua muốn cho thi hành. Bảo viện cơ mật xem xét rồi tao lên. Viện cơ mật cho rằng thông thương, học tiếng, đóng tàu thật là cấp thiết, nhưng người Tây Dương làm dễ còn ta làm không được. Hơn nữa, muốn thay đổi tập quán tất phải dần dần. Làm ngay một lúc thật khó được như ý, rồi còn phải chờ kỳ tiến cống nhà Thanh năm tới, xem sao rồi liệu sao. Tự Đức xem lời tâu dụ rằng: xét việc thì nên cẩn thận và suy nghĩ cho chính, nhưng cũng nên làm thế nào cho tiến bộ, chứ không tiến là thối vậy. Vua phê chuẩn việc học tiếng nước ngoài, sức cho làm ngay. Tháng 11 năm Mậu Dần 1878, cùng với sứ bộ sang Xiêm có một số thanh niên do Hồ Khắc Hài dẫn đầu sang học tiếng Xiêm. Nhận ra và làm đến lúc đó là đã quá chậm. Thế nhưng quần thần vẫn chần chừ, ngại cải cách. Nếu có làm lại dè dặt nửa chừng. Triều đình chia thành hai phe, Cách Tân và Bảo Thủ. Người chủ trương Cách Tân dù rất kiên quyết, nhưng trong điều kiện quá chênh lệch về lực lượng nên cuối cùng bị thất bại. Khi đất nước xa vào tay Pháp, lại nảy sinh hai phe, chủ chiến và chủ hòa. Những người chủ chiến phải chiến đấu trong điều kiện chênh lệch về lực lượng và vũ khí nên cuối cùng thất bại. Năm Nhâm Ngọ 1882, triều đình cử thượng thư Bộ Hình Phạm Thận Dực đi sứ Thiên Tân, Trung Quốc, cầu viện nhà Thanh đánh Pháp. Trung Quốc đang bị các nước phương Tây sâu xé, chẳng những không cứu được mà còn muốn nhân dịp này chiếm các tỉnh phía Bắc nước ta. Ngày 16 tháng 6 năm Quý Mùi 1883, Tự Đức mất, chỉ vì được 36 năm, thọ 55 tuổi. Miếu hiệu là Dực Tôn Anh Hoàng Đế. Triều đình Huế phải ký hòa ước Quý Mùi 1883, rồi hòa ước năm 1885, đất nước bị chia ra làm ba kỳ, chịu sự bảo hộ của thực dân Pháp. Tự Đức lấy vợ từ năm 14-15 tuổi và sau đó còn lấy thêm 103 vợ nữa, nhưng đến năm 35 tuổi vẫn chưa có con. Mặc dù đã chạy chữa bằng mọi cách, cầu tự khắp đền chùa có tiếng trong nước, thậm chí nhà vua còn hạ cố lấy một phụ nữ đã qua một đời chồng, có con mà vẫn vô hậu. Nhà vua phải nuôi lấy ba người con các anh làm con nuôi: Ưng Chân, Ưng Kỷ và Ưng Đường. Di chúc nhà vua viết: chẳng nuôi sẵn ba con, Ưng Chân cố nhiên là học lâu trưởng thành, chính danh đã lâu, nhưng mặt hơi có tật, giấu kín không rõ ràng, sợ sao không sáng, tính lại hiếu dâm cũng rất không tốt, chưa chắc đương nổi việc lớn. Nhưng nước cần có vua nhiều tuổi, đương lúc khó khăn này không dùng hắn thì dùng ai? Sau khi chậm muôn tuổi, nên cho quốc công Ưng Chân nối nghiệp. Về sau Trần Tiến Thành, Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết là các phụ chính đại thần mưu bỏ vua này.